Lô xe điện 1.800 xe VF8 của VinFast đã sẵn sàng lên đường sang Mỹ và Canada. 1.800 chiếc VinFast VF8 hiện đã được tập kết tại cảng ở Hải Phòng, sẵn sàng lên tàu đến với khách hàng Mỹ và Canada. Theo đó, trong lô hàng xuất khẩu lần này có tổng cộng 1.800 xe, trong đó 900 xe dành cho thị trường Mỹ và 900 xe cho thị trường Canada. Hiện lô xe này đã được tập kết tại cảng ở Hải Phòng để chờ lên tàu. Theo dự kiến thị trường Mỹ sẽ có VF8 bản tiêu chuẩn trong tháng 5, còn thị trường Canada sẽ có trong tháng 6. Trước đó VinFast đã bàn giao 45 xe điện VF8 City Edition cho khách hàng tại Mỹ vào đầu tháng 3 vừa qua với những phản hồi tích cực từ khách hàng. Đây là lô xe VinFast thứ hai xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Phiên bản tiêu chuẩn này có quãng đường di chuyển xa hơn so với VF8 City Edition hiện đang được bán tại Bắc Mỹ, với quãng đường di chuyển 470 km trong một lần sạc, theo tiêu chuẩn của NTP. Mức giá dự kiến của VF8 tiêu chuẩn sẽ rơi vào khoảng 49.000 USD tại Mỹ và tại Canada là 57.500 CAD. Về thông số chi tiết, VinFast VF8 là mẫu xe điện thông minh toàn cầu thuộc phân khúc SUV cỡ D với thiết kế 5 chỗ ngồi, xe có kích thước tổng thể dài, rộng cao lần lượt là 4.750 x 1.934 x 1.667 mm. Xe được tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh. Ngoài ra, xe VF8 còn được trang bị các tính năng tiện ích, giải trí thông minh như điều khiển xe bằng giọng nói, trợ lý ảo, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ. Tại Việt Nam, giá niêm yết của mẫu xe này được phân ra hai trường hợp là có pin và không kèm pin. VinFast VF8 Eco, giá không kèm pin là 1 tỷ 129 triệu đồng, giá kèm pin là 1 tỷ 459 triệu đồng. VinFast VF8 Plus, giá không kèm pin là 1 tỷ 309 triệu đồng, giá kèm pin là 1 tỷ 639 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe được sử dụng trong đội xe taxi điện của công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM và chính thức vận hành kể từ ngày 14 tháng 4 vừa qua. Bên cạnh đó, VinFast cũng sẽ xuất khẩu 700 xe sang thị trường châu Âu vào khoảng giữa tháng 6 tới đây. Từ Cafe F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itv.com để biết thêm chi tiết.